Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linky Store. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một trong những mẫu loa mà hiện tại Linky Store đang giảm giá cực sốc, là giảm tận 1 triệu đồng nha các bạn nha. Và để biết chính xác giá của con này bao nhiêu thì ở cuối video mình sẽ đề cập tới. Và ngay bây giờ mình sẽ giới thiệu về con loa cầu kéo này. Loa cầu kéo Busa 4800 được thiết kế tay cầm ở phía trên và bốn bánh xe ở phía dưới, giúp cho chúng ta có thể dễ dàng di chuyển ở mọi địa hình. Với kích thước khá là nhỏ gọn là 45x55 và x80cm sẽ dễ dàng cho bạn di chuyển. Loa cho công suất là 600W, nhưng vì là thùng gỗ nên là âm của nó sẽ cực kỳ vang và cực kỳ chắc, rất là thích hợp cho những nhu cầu giải trí trong gia đình hoặc có thể là các sự kiện được tổ chức trong phạm vi vừa và nhỏ, có thể phục vụ lên đến 50 hoặc là 100 người. Con loa này còn tích hợp bản điều khiển với đầy đủ hệ thống chỉnh âm thanh như là treble, bass, volume, jack cắm micro có dây hoặc là guitar, thẻ nhớ, USB, nói chung là vân vân, giúp bạn có thêm nhiều cách để thưởng thức âm nhạc hơn. Như các bạn cũng có thể thấy là cái thiết kế của nó cũng giống như là cái kích thước vô cùng nhỏ và sang trọng. Nhà thiết kế đã rất là tinh tế khi mà đã thiết kế ở phía sau có một cái tay kéo dạng vali, nhưng mà khi mà các bạn kéo cái tay kéo này lên thì nó ở bên trong cái thanh kéo của nó là một cái màu khác nữa. Nói chung là rất là lạ, tăng lên một cái vẻ khá là bắt mắt cho con loa của chúng ta. Như các bạn thấy thì cái kích thước của nó khá là nhỏ nên là trọng lượng của nó thì chỉ tầm khoảng 30kg, nên là chúng ta có thể dễ dàng di chuyển, nói chung là nó cũng không quá tốn là nhiều diện tích. Ngoài việc chúng ta có thể sử dụng con loa này ở ca hát, dùng trong các hội nghị, thì chúng ta vẫn có thể sử dụng con loa này để làm vật trang trí trong căn nhà của chúng ta. Đi kèm theo con loa kẹo kéo Busa 4800 này chính là hai chiếc micro màu vàng đồng khá là bắt mắt và sang trọng. Micro nhẹ và hút âm, cho ra chất âm khá là chân thật và sống động. Và để biết là nó chân thật cũng giống như là sống động đến mức nào thì ngay bây giờ mình xin mời tất cả các bạn cùng nhau nghe thử một đoạn âm thanh được phát ra từ con loa cầu kéo Busa 4800 này để trải nghiệm nhé. Ok, sau khi test loa thử thì chắc hẳn các bạn cũng đã lắng nghe được chất âm từ con loa cầu kéo Busa 4800 này phát ra như thế nào. Nói chung là âm thanh của nó cho ra cũng khá là hay, trong và không bị rè. Với một cái thiết kế khá là sang trọng cũng giống như là khá là nhỏ như thế này, thì giá hiện tại của con loa cầu kéo Busa 4800 này đang được bán tại cửa hàng Linky Store là 7.700.000 đồng. Nhưng mà hiện tại thì Linky Store đang khuyến mãi con này với giá là 6.700.000 đồng. Tức là hiện tại mức giá đang được giảm là 1 triệu đồng các bạn ạ. Và nếu như bạn nào đang có nhu cầu sở hữu một con loa kẹo kéo có một cái thiết kế nhỏ cũng giống như là tinh tế, sang trọng, thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua website của Linky Store, cũng giống như là các bạn có thể để lại thông tin ở dưới video này thì nhân viên bên mình sẽ tư vấn cho tất cả các bạn.